vô trong đang đi trong đồi nè. Đó, đang âm cua là chạy tới độ km cùng 1 km trên giờ nè. Đây vừa vừa kem bên đèn nha các bạn. Rồi chuẩn bị lên tới con suối là mình sẽ quay video các bạn xem nha. Đây ở đây là khu vực này là đang ở dưới Đồng Nai nha các bạn. Đi hướng quốc lộ 51 mình quẹo qua hướng bên tay trái các bạn ơi, đường Võ Nguyên Giáp, giờ mình quẹo vô cái con hẻm lên đi xuống cái con suối của Thái Nhân Điền. Lát nữa xuống tới suối mình đi săn bắt cá các bạn xem cho mình nha. Đây giờ mình đang đi vô đường Bắc Thỏ rồi các bạn ơi. Bụi quá bụi luôn, mấy anh em đang chạy xe bụi quá. Giờ mình đang đi xuống tìm đường đi mé vô vào suối các bạn ơi. Hôm nay là mình từ thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn, mình đi xuống đây để mình đi một cái chuyến dạo ngoại tham quan và săn bắt nha các bạn. Đang đi với mấy người anh em. Bụi quá, các bạn thấy không? Đường đất đỏ nè, đi vô nè, rừng rậm không à. Hiện tại bây giờ là đang có ai đốt có khói sao đó, khói rác khói quá. Đây là đó các bạn nhìn nha. Đây mình sẽ review cái khu gần này các bạn xem nha. Đấy, dưới đây nó có một cái ao tù cái gì đó các bạn ơi. Đây bạn thấy không? Mấy anh em mình đang đi. Đang đi tìm đường đi vô cái con suối nha các bạn. Ồ, ở trong đây mình có nhiều cái chùa đó các bạn ơi. Điện viện toàn giác. Rồi nếu có gì ngoài đó thì mình sẽ review cho các bạn xem. Dọc trên đường đi có những cái tượng Phật của Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi đây là có một cái con suối nha các bạn. Đó, mình tới thấy không? Bạn thấy không? Bây giờ cái đây chắc hạ nguồn quá, hạ nguồn với con suối. Đường mình đang làm. Đó, bạn thấy không? Bắc này là con suối hết trơn rồi. Ồ, đẹp lắm các bạn ơi, cảnh đẹp lắm. Xung quanh nè, cái đường đi là có những cái thực vật các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi, ta xem nha. Rồi, cũng là cảnh rất vui vẻ. Thì mình đang đi trong rừng nha các bạn. Cái này là rừng cây bạch đàn. Chùa, các khu chùa nhiều lắm. Bên kia là chắc có cái nghĩa địa á. Mấy anh em mình đang bây giờ là mấy anh em mình đang đi xuống kiếm đường mòn các bạn, đi xuống cái hạ nguồn của con suối Thái Nhân Điền nha các bạn. Hồi nãy là mình mới chạy ngang cái khu du lịch Thái Nhân Điền mà mình chưa quay phim cho các bạn xem. Thì lát rảnh là mình ra mình quay video đó các bạn xem. Giờ mình đang đi xuống nữa các bạn ơi. Xin bỏ, đừng bỏ mấy cái con heo chết đó. Người ta nói là đừng có bỏ ở đây. À các bạn thấy không? Đoạn đường rất là hiểm trở luôn. Mấy anh em nào mà đi xe yếu yếu là mình đừng có qua đoạn này các bạn ơi, nguy hiểm đó nha. Tại này là đó các bạn thấy không? À, những cái xe của mình là những cái xe dùng để đi những con đường này á. Các bạn đi cái xe Trung Quốc các bạn đừng có học theo tụi mình nha. Đây các bạn thấy không? Đó bên này tới là cái hạ nguồn nè các bạn. Đây là hạ nguồn của cái Thái Nhân Điền các bạn. Hiện tại là ở đây vẫn đang. Đây ở đây là ở đây là anh này là nhóm trưởng nè các bạn. Tôi quay mặt anh thời có đúng gần ở mà nó không ở về đất liền. Đó. Ở đây là tổ trưởng của tổ số 1 nè. Tổ trưởng tổ số 1. Cái dao chặt. Rồi kiếm đâu. Ơi. Lưới là dính. Nè, còn bên anh. Đừng có đẩy. Dọn đây nè, đứng đây dọn đây nè, dính đây nè. Nè, cột đây nè anh. Không, cục ở đây. Nói ra đó. Kéo căng ra anh Thanh chút căng ra. Từ từ thôi. Đây, mình đang theo dõi hai người anh em này nha các bạn. Lấy cây đập. Hai người anh em này đang thả lưới các bạn ơi. Mấy anh em này bình thường đi làm, hôm nay nghỉ làm á, cái tụ tập đi làm một cái nhóm đi săn bắt chơi. Hôm nay team mình đi là có 6 người nha anh em. Nhớ đếm đủ thành thành đủ 6 thành viên nha. Tại sông suối là nguy hiểm lắm á. Ở đây anh em mình đi team mình đi 6 người mà chỉ có một cái áo phao thôi. Năm thằng kia không biết bơi. Rồi cái bạn này sao vậy? Đồ chuyện đâu hứng nước rồi bay. Lộn người yếu đừng theo tao. Mày lấy áo phao đi Dũng. Lấy áo phao đi. Áo phao đâu? Áo phao tí nhỏ nhưng mà được. Áo phao đâu? Trên bờ á. Miếng mốt này bơi đỡ đi Dũng. Không được anh. Nè lấy miếng mốt này bơi đỡ đi em. Đây đi không là bạn. Nè gần lại đây em cho miếng mốt bơi nè. Cứ bơi mà cái đầu nó cứ đập dưới nước. À lấy miếng mút thì bơi đỡ đi Dũng. Mình đang đi theo hai người anh em ở chân lưới. Wow, cái lưới này cũng dài lắm các bạn. Từ đường kia tới đây.
thằng em mình nó giăng cái lưới từ ở chỗ này mà dài lên trên kia 100m, rất là dài nha các bạn. Mấy cái dụng cụ này là mình mua bên ngay mình mua bên Lazada nha các bạn. Wow. Đây ở đây câu đầu tiên nha các bạn, mới khai lưới luôn các bạn ơi, quá hay luôn. Lấy gì đựng tao. Con rùa phi. Đem gì theo đựng? Con cái lưới á, cho nó có cái lưới. Lấy sợi dây xuống luôn tèo ơi, lấy sợi dây tao căng ngang qua này luôn. Cái cột giữ lưới luôn nè. Đã lắm các bạn. Bỏ nằm đó rồi đi. Bỏ nằm lên đà đi cho nó. Má con cá đầu tiên bự á. Lấy cái lưới luôn. Cá rùa phi đầu tiên luôn các bạn. Ở dưới cắm rồi không? Lấy cây cắm rồi hả? Không, khó lắm. Con này là con đầu tiên như thế này. Đó, to. Cỡ hơn bàn tay các bạn ơi. Mới vừa giăng xong rồi à. Chưa có ổn định cái lưới là đài cá đã chui vô rồi. Đây cá nhiều lắm nha. Có dây á, còn dây nó giăng ngang qua. Đó. Biết sáng đây hay cần câu tụi bay. Câu đây. Câu chơi đỡ buồn. Đây, gỡ ra rồi tao đi. Đó. Nước rồi. Đưa vỏ đây, đưa vỏ đây. Vỏ đâu? Mướp rồi. Mướp đâu? Ồ, dây mướp rồi. Mày đi đi. Bơi qua mày sao mày kịp? Hả? Chưa, để lát coi có mướp không? Mướp quá thì trái luôn kìa, đụng quá. Có trái là một cây rồi, cây cao rồi. Ờ, thêm một đống rồi đi, em bơi qua. Bên kia cũng lưới rồi. Bên kia đang nhân lưới đó, đang đập cá ra đó. Ông kia cũng dính cá kìa, nó lưới kia nhỏ. Bi có hai thằng mình trái 6 thằng lận. 100 mét nó 99 mét. Mình đông người hơn. Đông người làm 300 cá đó. Tốt nghèo quá. Là phải dằn khúc ở dưới, khúc ở dưới kìa. Kè mới có cá nhẹo, ở đây không có cá. Khúc dưới á. Ờ tìm gì cột cho đó nha. Kẻ cột cái tre kìa. Đây, thành viên kia đang bơi qua bên kia sông các bạn. Suối kia sông có người lấy chồng. Bên kia. Đó. Dính cá chà bu hả? Cá chà. Mẹ. Đeo vô cổ luôn, đeo có một cái lưới vô cổ. Chút dày rồi. Rồi cột lại đi. Đâu rồi cái đầu rồi, cái đầu rồi. Đó, dính lên đây rồi nè, cột lên đây rồi nè. Rồi bây giờ văng thêm một người trăm lưới mét lên trên luôn không ơi. Tôi lấy ra tôi gỡ ra dính đâu đây. Bây giờ văng thêm một đường bên trên kia nữa là được. Không, rồi chắc nó dính nhiều lắm. Nó rồi, trên nhiều hơn mẹ. Ở trên nhiều hơn. Coi văng bữa nó văng ở đây mà giấy. Dính nhiều lắm á, không lưới kìa. Mà dính trời biết nhau. Gung gung. Giật giật giống như cá giật cây cần câu vậy đó. Ồ cá nó quặn quá trời. Trời ơi. Cá nó quặn đầy đó các bạn. Đây giờ văng một đằng ở đầu ở dưới nữa. Đây nè, cá nó quặn quá trời rồi bay. Trời ơi cá nó quặn nè. Đập đi thằng đi đập. Lấy cây đập đi, cá nó quặn quá trời rồi anh. Cá nó quặn quá trời luôn. Đó. Đây các bạn xem cái mặt nước nè, cá nó quặn nè. Điện quá bà ơi. Đây. Dính thêm con lên các bạn. Đây. Bỏ đi đừng có gỡ nữa, để chút gỡ luôn. Không gỡ gói lưới. Kêu nó mua cặp bao tay không? Rồi. Rồi, dính cá các bạn. Nếu gỡ lưới sao? Ở ngoài cái nhà. Ồ. Thanh niên kia đang lặn à. Rồi vậy thôi. Con gì vậy? Chó xíu vậy? Cá phi. À, rô phi vậy? Cá nở đâu? Nè. Ồ, bự. Ồ, hay vậy ta? Bắt cá mà lại không mới ghê. Mấy anh này đang lấy chài lưới đi chài cá các bạn. À. Các bạn ơi, các bạn nhà, các bạn ăn thịt gà. Thôi tôi nghĩ làm bạn mấy cha rồi. Bò thịt gà. Đâu. Bò thầy luôn. Bò xì luôn. Không ổng đi đường nào đi được vậy ta? Đi được vậy đó ta? Trong trong
tròn á, đổ quay phim á. Ừ. Ừ, béo thiệt chứ là quay phim cũng không được đâu. Nếu có tài, xấu quá. Béo dính quá nhiều. Nó quăng thấy nhẹ nhàng. Tao quăng cái tao muốn bay xuống dưới luôn. Xấu quá. Cái quăng chài này thất bại. Chưa quá, chưa, nó kéo lên đi. Kéo lên đi làm cái khác. Gỡ rồi, ba món rồi. Ô, hay vậy đó, đường con nè. Cuối cùng đường con nha các bạn. Trời ơi, đóng gác luôn. Lên đến củi luôn. Đó kia kìa, sâu kìa, nó nhiều. Được không con à, giờ cái này quăng cái khác nha các bạn. Thử coi được cái con nào nữa không nha. Kè hai ông đó kè quăng vô đầu hai ông luôn, chùm hai ông lại. Cá là cá bự đó. Có nãy mấy kia nó đi mò cá đó, mò sao nó chui vô cái lưới luôn. Quá hay, cô quá bự. Quăng cái chi quăng chài đẹp nè. Quăng nó xè vòng tròn. Đã quăng lại chùm lại chỗ à. Wow, một bao cá rồi các bạn ơi. Đã chưa? Chài dưới lưới rồi. Quá sướng luôn. Rồi à, đi, lấy cá đi, lấy cá đi. Quá trời. Ê, chừng nó chơi này, cứ lướt mà chứ. Trời ơi, quá trời cá luôn các bạn ơi. Cá rô phi nhóc luôn. Một bao cá. Nãy nước hết rồi, đã mới rồi đó. Trời ơi, quá trời quá đất. Quá ghê, quá ghê. Rồi bây giờ mình đã đốt lửa nha các bạn. Mình đốt ngọn lửa lên các bạn ha. Rồi mình đã làm cái cây trống này rồi. Rồi mình kẹp cá vô mình nướng nha các bạn. Rồi các bạn xem mình nướng cá nha các bạn. Rồi bịch cá đây. Đây. Đây mấy con cá lên các bạn ơi. Đó. Rồi, lát người ta sẽ kẹp, mình kêu mấy đứa đó kẹp vô tụi nó nướng các bạn ha. Rồi. Này có cá sẵn rồi. Cá bắt được dưới suối đó. Đó. Bây giờ nó bắt cá dưới suối đó các bạn. Lát tôi bỏ vô đây nướng. Này nướng cá nha các bạn. Thấy không? Video mình là đi bắt cá lên nhiều lắm. Nướng cá này các bạn, thấy không? Cá đang bị nướng nữa các bạn ơi. Mình nướng con thôi, còn nhiều lắm. Mình vẫy phá con chơi thôi. Thì video của mình đến đây kết thúc các bạn ha. Tự đi săn bắt cá, tự lên nướng. Thì các bạn xem thấy hay á, nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nha các bạn. Thì mình đang nướng con cá. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Thì mình nướng xong mình cũng ăn thôi. Thì video mình tới đây kết thúc đi ha. Sáng giờ mình đi cũng mệt rồi. Thì nướng xong mình ăn cho nó no bụng. Rồi. À, video kết thúc nha các bạn ha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nha. Ôi trái cây tre rồi các bạn ơi. Ăn cho quay cho người ta thấy không? Không. Đâu có cạt đâu, mình thích cái nước đâu quan trọng. Thấy cho người ta thèm chơi. Ê. Làm gì nào? Nó nướng cá, nó xiên cá qua. Ê các bạn ơi. Còn cá nướng đây. Zin luôn nha các bạn, cá này cá zin nha các bạn. Bắt ra là nướng liền luôn á. Chưa cái tẩm quá chắc. Cá zin. Ăn giống kiểu mọi gỡ các bạn ơi. Ờ này là ăn sạch sẽ các bạn. Trời ơi, thằng kia kìa, nó chọn chỗ miệng cá kìa. Trời ơi. Đó, nè đái luôn nè. Xịt nước luôn các bạn ơi. Wow. Này là nhiều con virus lắm các bạn ơi, chưa có làm sạch sẽ nhiều con virus lắm. Không có rửa, không có gì hết á. Bắt lên nó quất liền. Câu vòng mà nó cười.
rồi còn tiếng hồn. Còn bự bự không? Con cá nó ngon. Chà, muối tiêu chanh nữa kìa. Có gì về muối tiêu chanh không? Có. Cũng ngon lắm á các bạn ơi, các bạn ăn ngon ừ. Cho mình đút cho. Mày đúng đúng mọi luôn á. Là cứ mọi á, đúng mọi ăn, ăn như mọi luôn, nướng như mọi là ăn như mọi luôn. Luôn biết đó bạn à. Không, tí để trên nó đang xông khói cá nó là nó lột da bẹo, để nó đụng mẹ nó lột da kìa. Cùng quá, tao mới lỡ đụng mỗi lần nó lột da không. Ừ. Nó bạn. Khói mới ngon. Cá tí xông khói. Cá mình nướng nướng ngồi cá nó xông khói. Các bạn. Khói lâu anh. Ừ. Giờ tới chiều nó mới ăn được mà. Rồi ngon bà cố luôn ngồi ăn. Ăn hết rồi. Ta nướng lần ba con. Các bạn xem video thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Video của mình tới đây là xin kết thúc nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.